Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình tiện thể quay một cái video ngắn để giới thiệu review cho tất cả các bạn đang đam mê cái bộ môn hội họa, một cái công cụ để đi vẽ ngoài trời. Hôm nay tiện thể là mình có đặt hàng trên mạng, một bán trên mạng một cái giá vẽ này. Thì mình trước khi mình dùng thì mình cũng review giới thiệu với tất cả mọi người cái giá vẽ này, và một tiện thể một cái nữa là bạn nên có gửi thêm một cái giá vẽ nhỏ nữa. Mình mua cái sản phẩm này còn giá vẽ này nhỏ hơn để giới thiệu với tất cả mọi người. Thì cái giá vẽ này có hai loại, ở chỗ mình mua hai loại, loại to hơn một chút và loại nhỏ hơn chút. Mình sẽ giới thiệu từng phần một. Đấy, nguyên bản của cái giá mà mới ship về là có cái hộp như thế này và đóng gói cẩn thận trong cái hộp giấy cắt tông này. Đấy, lấy ra như này. Đấy, mình sẽ mở ra để giới thiệu chi tiết cho mọi người xem. Đấy, cái này, cái loại này thì khác, cái loại này là nó có chân sắt. Đấy, giá tiền nha. Chiều ngang của nó thì tầm khoảng độ hơn 30 phân. Này 50 phân. Đấy. Thì cái phương pháp là mình phải mở cái chân ra trước. Đấy. Ở đây là có ốc nha. Mở ra hết cỡ xong cố định vào ốc vào, chặt vào. Đấy, cái công cụ này để đi ra ngoài trời nó tiện, màu mình để trong này tất, màu bút để ở trong này thì nó tiện, nó gọn. Đấy, chân này thì có thể kéo ra. Đấy, mình kéo luôn. Đấy, xong đó mới dựng lên. Đấy, khi dựng lên thì nó như thế này. Để mở ra đây, có hai cái nút như ở vali này. Đấy. Mở lên. Trong này thì được tặng thêm một cái pallet, gọi là bảng pha màu bằng gỗ. Và có thêm một cái dây đeo. Để lúc nào mình đọc tất cả và như lúc ban đầu thì mình có thể móc vào để đeo vào vai. Thế thôi. Này chống ẩm cái gì không biết. Đấy, bên trong thì nó có các cái ngăn như thế này. Đấy, mình có thể để đồ màu ở trong này và các cái thanh gỗ này có thể không cần nhấc ra bỏ đi. Đấy, tùy theo nhu cầu sử dụng. Thế còn cái này thì thiết kế khá đơn giản, chân nó chỉ có độ cao này thôi. Thì vẽ thì đứng chiều đứng vẽ là như này. Đấy, đứng vẽ như này. Để vào đây. Để cái tranh vào đây. Đấy, mình sẽ lấy một cái tranh nhỏ. Đấy, mình thử cho cái bức tranh này vào xem cái giá vẽ này nó có vừa không. Bước này là 60-90. Đấy, thì mọi người trước khi cho vào thì mọi người nhìn thấy có hai cái chốt này, xoáy ra đây. Đấy, hết cỡ gì đâu này, đều vào cái hàm này. À, cái này thiếu một tí, thiếu từ một phân đấy, mình mới kẹp vừa. Thế còn cái chốt này, cái giá này là giá vẽ nhỏ nhỏ và cái khổ 60-90, chiều cao 60 là không vừa. Cái này thì bé, ngọt thoải mái. Đấy, ngọt thoải mái, hơi bé. Thế thì có nâng được cái dưới này không? Và cái này hạn chế là không nâng được cái này lên. Cái này thấp cái cỡ rồi. Thì nói chung là cũng cứ để này thôi, không cần phải kẹp. Hơi yếu. Đấy, và chiều cao hết cỡ của nó là chỉ được khoảng độ tầm, nói chung là bé 50-70 là vừa. Còn to quá là nó, cái này nó không vươn tới. Đấy, thì cơ bản như vậy, đóng vào màu vàng ở trong này. Đấy, sau này mình sẽ giới thiệu tiếp cái giá kia. Ở đây là cái giá vẽ to hơn một chút. Đây, mọi người để so sánh. Đúng không? Nó cũng to hơn không nhiều lắm. Nhưng bề dày thì nó dày hơn. Đấy, dày hơn. Mà cái này nó nhẹ hơn. Đấy, thế còn giá cả thì mình không bán nhé. Thì anh em tham khảo giá thì mình số điện thoại người bán mình để trên màn hình đấy. Và không thì có thể kích vào cái đường link bên dưới phần mô tả để
vào xem chi tiết hình ảnh, mình sẽ để review những hình ảnh chi tiết và thông số chi tiết ở trên trang web, để mọi người vào đây tham khảo thêm. Để mình sẽ mở nốt cái này, cũng như cái kia mình cũng úp cái phần giá xuống để mình cho các cái chân ra trước. Đấy. Úp xuống để cho các cái chân ra trước. Cái này thì khác cái kia thì lấy cái chân đơn giản hơn. Cái này thì nó có hai cái chân ở hai bên, mình phải mở hai cái đó ra, nó lỏng ra. Giật lấy tay giật nhẹ thôi. Nó có cái chốt ở đây. Đấy, nâng lên. Đưa nó vào cái hẻm này. Mọi người nhìn thấy. Nó có một cái rãnh khe để vừa khít cái chân. Đấy, mình để vào đây xong mình để bạn vào đó được. Rất là khít luôn. Bên này cái giật này. Đấy, thế trường hợp là muốn thấp để ngồi vẽ thì để nguyên thế này. Đấy, mình sẽ review phần để cho ngồi trước. Đây còn cái chân ở giữa, có con ốc ở đây, bạn vừa kéo nhẹ lại rồi chân này ra. Nếu mà không trường hợp mà chưa cần dựng lên ấy, ngay nắng phải đẩy ra thế này. Bây giờ mình chưa cần dựng, mình chỉ đi vẽ thường là sẽ ngồi. Đấy, thế như thế này là đã vẽ được rồi. Mà đây đã gỡ được cái chân ra rồi thì mình quay ra như này, giống như cái kia mình mở hai cái nắp này. Đấy này, cái này thiết kế hơi khác cái kia một chút, nó cũng giống như thế này nhưng mà mở lên thì cái phần vẽ nó lại không phải là mình để tranh vào đây vẽ ở đây mà nó lại để sang bên này. Cái ngăn này nó chia thành hai, đấy đẩy lên đằng trước thì lại còn một ngăn, hai ngăn nhỏ ở bên dưới này. Đấy. Cái này thì cũng được khuyến mại một cái ba nét nhưng mà mình bỏ ra rồi, cũng để ở đây ba nét ở đây. Đấy thì cái này là nó lại vẽ về đằng này cơ. Đấy, đặt cái bài vẽ ở đây nó có cái giá giống như cái giá cố định ở nhà. Thì muốn tùy theo độ nghiêng mình sẽ điều chỉnh đúng cái độ nghiêng mình cần thiết. Mình chốt ốc ở đây hai bên. Đấy, chốt ốc xong thì đây là cái phần giá vẽ của mình. Đấy thì nó sẽ tiện hơn cái kia là nó kéo là nó kéo, mình muốn kéo ngắn hay là kéo dài là do mình. Đấy. Đấy, màu mình cũng để hai tấm thôi. Đấy, màu có thể để cả ngăn ở đây nữa, trên này nữa, bút. Đấy, màu ở ngăn bút để đây tất đóng vào kít. Bởi vì cái này nó đa nhiệm hơn, có nghĩa là mình muốn nâng lên hạ xuống được. Ví dụ cái này chẳng hạn như mình vẽ khổ bé như này, vẽ khổ bé như này thì nó không, cái này nó không tới đúng không, không tới thì mình phải nâng cái này đi. Đấy, nó đa nhiệm hơn cái kia. Bạn đốc hai đầu đây và nâng lên. Đấy, trong trường hợp là mình vẽ khổ bé, đấy nâng đúng theo sát vào xuống bạn đốc. Đấy, hai bên. Đấy, thì nó sẽ đúng cái tầm kẹp mình muốn vẽ khổ bé như thế này cũng được. Đây là khổ bé thì mình sẽ lưng này lên. Đấy, cái trường hợp mà các khổ to hơn nhé thì hạ nó xuống. Đây, ví dụ mình sẽ cho khổ này đi. Đấy, cho cổ này đúng không? Mình nâng thế này lên. Đây, quay đi. Đây có con ốc này. Vặn ra. Đấy. Đây, mình kéo được này lên. Mình kéo được cao nữa, để mình thử cái khổ to hơn nó xem được bao nhiêu. Đấy, thì để đúng vị trí của nó. Xoáy cái này vào. Đấy là cái này nó không xây dịch được nữa. Thế cái khổ này là khổ 90 m3 không vừa. Ồ, 80 thôi.
80m3 là vừa. Đấy thì review kỹ để cho mọi người biết để lựa chọn. Cái này hết cỡ của nó thì chỉ được 50-70 thôi nhé. 60 là không vừa rồi. 50-70 thì vừa. Còn tầng này thì là 80 là vừa. Là chiều cao, cao nhất có thể là được như thế. Đấy, hết cỡ như này là được 80 thôi. Cho hết chân nè. Đấy. Kéo đây. Vặn vào. Đây thế, rút đi. Cái này thì mình cảm nhận là nó chắc hơn cái này một tí, đắt tiền hơn. Nói chung là dùng được, thế còn nếu mà bình thường mà đi vẽ thì mới không mấy khi đứng đâu. Toàn ngồi. Đấy, tầm này đứng thì rất là thoải mái. Đấy, như cái tầm vừa xong là rất ok. Đấy, thì mình cũng set up lại cái vị trí ngồi. Đa số là ngồi, tôi đứng thì rất là mỏi mệt, vẽ từ sáng đến chiều mệt lắm. Còn cái giá này là phục vụ để vẽ ngoài trời, cơ động và gấp cũng gọn. Thế thì thường thường là đi vẽ, thường thường mình sẽ ngồi. Ngồi vẽ thì được lâu hơn, đứng vẽ thì nó mệt. Đấy, thì tư thế nên là gấp cái chân nó vào, ngồi này và kèm thêm một cái ghế cũng gấp này được. Thì có thể vẽ mức vẽ nhất về tầm này hoặc là to hơn. Trung bình thì sẽ là tầm này. Đấy, đi vẽ có thể buổi sáng là xong. Đấy. Tầm này còn ai muốn to hơn thì tầm 50-70. Cái này là 40-60. Cái này là 40-50. 50-70 thì cao thêm tí nữa. Đấy, thì vừa. Ngồi để bạn pha màu đấy luôn. Đấy, thế là pha màu nó tiện. Thì là anh em mua thì nếu mà ấy thì phải kèm thêm cái ghế này nữa. Rất gọn được. Xếp vào cái này bó vào luôn thì nằm bó thì đi tiện. Vậy thì tất cả thông số các thứ giá cả mọi người tham khảo với người bán nhé, số điện thoại đấy mọi người tham khảo, hoặc là ấn vào cái đường link bên dưới, cái đường link dẫn vào trang web của mình, nhưng mà mình review hộ cái bạn này thì thông tin mình để ở đấy, các ảnh chụp chi tiết mình để ở đấy thì mọi người tham khảo nhé. Mình kết thúc cái video ở đây. Hẹn gặp lại mọi người ở các video sắp tới nhé.